mừng sinh nhật Đại Kim 100 năm, tặng quà xịn cho fan Ngoại hạng Anh, đồng hành cùng Ngoại hạng Anh trên cả cộng Sport. Ngày hôm nay tại sân vận động Selhurst Park, đội chủ nhà Newcastle sẽ tiếp đón đội khách Tottenham Hotspur trong một trận cầu mà cả hai đội đều đang nuôi vọng tham dự đấu trường châu ở mùa giải tới. Hai cầu thủ do chấn thương, vì thế chúng ta thấy là đoàn quân của huấn luyện viên Eddie Howe 60 bàn thắng cho Spurs và anh đang xếp thứ 5 trong danh sách những Bentancur. Brandon Johnson đưa bóng vào. Timo Werner không vào. Qua xử lý hay của Bentancur, tốc độ tuyệt vời của Johnson, nhưng ở phía trong như thường lệ, Timo Werner vẫn cho thấy sự vô duyên của mình. Anthony Gordon đánh đầu rất nguy hiểm, không vào. Pro Grimaret đang bị đau. Romero đánh đầu pha bóng, nhưng Bruno chưa kịp giết. Anthony Gordon đánh đầu. Harvey Barnes đã bật rất cao, không ai theo kèm anh cả. Pha vẩy bóng ngoài của Son Heung-min, Timo Werner. Timo Werner và Emil Kraft. Timo Werner. Được truyền điệu nghệ của Son Heung-min và sau đó anh lập tức xâm nhập vòng cấm. Đáng tiếc là cú đá của Timo Werner lại. Madison. Bentancur. James Madison. Vẫn là James Madison. Nhả bóng lại, dứt điểm, không vào. James Madison đã làm tất cả để mở ra cơ hội cho rất nhiều cổ động viên đã đặt hoa tại khu vườn tưởng niệm tại sân vận động Selhurst Park để tưởng nhớ Son Heung-min không thể tới vị trí của James Madison. Anthony Gordon rất hay chuyền bóng cho Alexander Isak. Isak. Alexander Isak vào. Trường Selhurst Park bừng nổ với bàn thắng mở tỷ số của Alexander Isak. Đường chuyền dài của Bruno Uruguay là người đã không thể ngăn cản được Anthony Gordon. Và sau đó thì Mickey van der Ven đã có pha trượt chân tai hại, nhưng chắc chắn rồi pha bóng này cầu VAR sẽ phải vào cuộc để xem Alexander Isak đã việt vị hay chưa. Những pha xử lý mềm mại của Alexander Isak và pha dứt điểm vào góc gần thì thủ thành Vicario không có bất kỳ một cơ hội nào cả. Cơ hội cho Newcastle. Hai không. Tiếp diễn thì ngay lập tức câu lạc bộ Newcastle có bàn thắng thứ hai. Và chuyền về tay hai của Pedro Porro và thêm một lần nữa Mickey van der Ven lại bị những pha xử lý của các chân sút Newcastle vặn sườn và ngã xuống. Nhiệm vụ còn lại của Anthony Gordon ở vào bóng này quá đơn giản rồi. Anthony Gordon đánh đầu. Và đó là bàn thắng thứ 16 của chân sút người Thụy Điển tại Premier League mùa giải năm nay. Và Isak, cơ hội để Isak có thêm bàn thắng nữa. Khoảng 10 phút trở lại đây đang chứng kiến rất nhiều những cơ hội cho đội chủ nhà. Đội chuyền cho Isak, không chế bóng rất ngọt. Anthony Gordon đánh đầu. Nhận hai bàn thua cho tới thời điểm này. James Madison không có gì nguy hiểm. Đường chuyền của Bruno.
cơ hội. Ngoài một bàn thắng thì anh tạo ra được một cơ hội và tung ra bốn tình huống dứt điểm về phía khung thành của Vicario. Và ngay ở đầu hiệp 2 thì lại là Alexander Madison. Timo Werner có khoảng trống trước mặt Timo Werner. Mất tới hai nhịp thì Dubravka khiến cho các cổ động viên của Newcastle thoát tim của Dubravka. Cú đá của Timo Werner không khó. Và phất dài cho tốc độ của Alexander Isak đối mặt. Alexander Isak. Son Heung-min để mất bóng. Và ngay lập tức là một đường chuyền dài không hề có lỗi biệt vị. Isak vẫn đứng ở phần sân của Newcastle trước khi nhận bóng. Mickey van der Ven lần này đã không thực hiện một tình huống áp sát lại gần. Có lẽ là Mickey van der Ven nghĩ rằng Alexander Isak có thể ngoặt bóng, giống như hai pha bóng trước đó anh đã bị loại bỏ bởi Isak và Gordon. Nhưng Isak lần này không ngoặt bóng nữa, anh dứt điểm luôn. Pha sửa lòng tinh tế của Alexander Isak. Anthony Gordon cực kỳ nguy hiểm. Pierre Højbjerg, Brandon Johnson, Johnson đã băng lên và Johnson hoàn toàn có thể thực hiện pha chuyền bóng. Trước đó thì Johnson đã có pha. Trước màn hình là Emerson Royan, Harvey Barnes, Anderson, Anderson. Cầu thủ Newcastle đang chơi thăng hoa khi mà họ đang dẫn trước 3-0. Kamasic trở vào trận tấn công của đội chủ nhà xử lý cực kỳ tự tin. Sorry Gordon. Pierre Højbjerg. Udoze. Yes, Madison. Khi mà những nỗ lực tiếp cận cầu môn không được thì James Madison đã tung ra cú đá. Anthony Gordon. Cơ hội. Cú đá của Emil Krab. Anthony Gordon. Đánh goal. Một ngày bùng nổ của Alexander Isak và Anthony Gordon. Isak có hai bàn thắng, Gordon một bàn thắng, và vừa rồi thì anh có pha kiến tạo cho Fabian Schär. Kulusevski đã không thể theo chặt được Fabian Schär tại St. James' Park mùa giải năm ngoái là tỷ số 6-1, còn bây giờ thì... Và như vậy tiếng còi khép lại trận đấu đã vang lên. Với kết quả này thì Newcastle đã vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. 100 năm qua trúng quà 100%. Daikin hân hạnh đồng hành cùng Highline Hoàng Anh trên cả cộng Sport.